ô tô bây giờ rẻ ghê anh em, Innova G 207 luôn. Mà giờ em để cho anh em mình có 100 trong clip này thôi nha. Bữa giờ em quay xe này là 200 mấy. Trong clip này em để cho anh em mình xe này 195 triệu đi. Đó, tem bọng nhãn mát đầy đủ nè, G anh chị nha. ABS túi khí đầy đủ nè. G 2007 máy gầm số ngon, sơn xi mới tinh nè. Anh em mua về đi ngay thôi, giá hành diện quá rẻ anh chị nha. 195 trong clip này, anh em đừng có đăng ký kênh, cứ comment trong clip này đến đây xem xe. Để cho anh em mình xe này 195 triệu. Nhiều lóc cửa rồi. Mở lóc luôn đi Cường, mở lóc luôn. Cảm biến ve đầy đủ, G là zin đó, sẽ có cảm biến ve anh chị nha. Đó, đó là G ha, còn zin là không có nha. 4 mâm 4 vỏ rất là mới và đẹp nè. Đó, máy số gầm em du à. Anh em đợi em là mở lóc cửa cái nha. Rất là đẹp, liền lạc anh chị ha. Sơn xi rất là mới nè. Anh em mua về đi thôi. Túp lô túp ly cũng đẹp anh em chị ha. G 207 anh em nhìn vô lăng đẹp không, túi khí màn hình Android à. Một túi khí, một ABS trần rin, có bọc 3D lại, nó có hai dàn lạnh phía trên anh chị ha. Đó, anh chị nào quan tâm thì liên hệ cho em để anh em mình xe này 195 triệu ở bao xài qua số 0866 6789 711 nha. Em cảm ơn rất nhiều anh em ơi.